Kính chào các quý vị đang lắng nghe chương trình khoa học sức khỏe và đời sống hàng tuần của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phạm Anh Tuấn, rất là vui vì có một cơ hội này để hội chuyện với quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi chuyên khoa về trị liệu, về đau nhức, về phục hồi khả năng, chức năng của quý vị sau khi bị tai biến mạch máu não, té ngã hoặc là giải phẫu, hoặc là đau nhức vì cớ tuổi tác. Thì nếu quý vị có những cái khó khăn đó, có những cái giống như vậy, bệnh giống như vậy, thì xin liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội được giúp cho quý vị. Điện thoại của chúng tôi là 714-705-5372, 714-705-5372. Vâng, thưa quý vị, trong tuần vừa rồi chúng ta có cơ hội để nghe tới bác sĩ Long, và tuần này chúng tôi lại có một cái sự vinh dự để mời bác sĩ Long trở lại với lại chúng ta để nói về chương trình khoa học sức khỏe và đời sống. Xin mời bác sĩ Long gửi lời chào đến các quý vị đang lắng nghe. Dạ, hello, xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang ở trong tháng 4, và đặc biệt hơn nữa là rất là có lẽ khi quý vị coi chương trình này thì chúng ta sắp bước vào ngày 30 tháng 4, là một cái ngày mà những thế hệ của tôi và những người thế hệ đi trước có lẽ không bao giờ quên. Mỗi một người đều có một cái kỷ niệm hoặc vui, có lẽ buồn nhiều hơn là vui. Tôi nghĩ vui thì chắc không có, nhưng mà buồn hoặc là đau đớn hoặc là những cái mất mát. Thì xin hỏi bác sĩ Long có một cái kỷ niệm gì trong cái ngày 30 tháng 4, ngày mất nước của mình không, bác sĩ Long? Dạ, thưa quý vị, tôi xin chia sẻ được nỗi đau của quý vị. Và tôi là một con của một người thương binh của người lính. Ba tôi chỉ là một người thương binh của người lính Việt Nam Cộng Hòa thôi, một sĩ quan cấp thấp thôi. Và mỗi lần sờ lên những cái vết sẹo lằn của vết đạn lằn trên chân của ba tôi đó, thì tôi thường có những ký ức về cuộc chiến. Chứ còn bản thân tôi thì sinh ra sau chiến tranh, thưa quý vị. Nhưng mà tôi hôm nay tôi hầu cùng quý vị có một câu chuyện mà nó ám ảnh tôi suốt cuộc đời khi tôi lớn lên. Thưa quý vị, sau năm 75 thì anh biết ai cũng rất là khổ, gia đình tôi cũng khổ lắm. Mẹ tôi buôn thùng bán bưng ở trên một cái sân ga nhỏ thôi. Và tôi phụ mẹ tôi rửa chén, bưng tô buôn rồi rót nước cho khách. Thì thưa quý vị, cái cuộc đời của dân tộc tôi cũng như cuộc đời của người tôi trong giai đoạn đó, nó như một cái chuyến tàu mà anh có bao giờ anh đi qua một cái chuyến tàu chờ chứ. Cái chuyến tàu mà nó khối đã xả đến kìn kịch, và khách một lần mà trút xuống và khách lên là khách léo nhéo, gà rồi chó rồi heo rồi cụ nhảy lên. Mà trong khi đó cái tùy mà chống thất thu về tùy thuế vụ nó truy, nó bắt hàng. Anh biết nó bắt hàng mà những người dân tôi rất là khổ, buôn 5 kg gạo, 7 kg gạo của người ta bắt khóc, rồi có nhiều người quỳ lạy rất là đau khổ. Và tôi thấy lòng thương những chiếc tàu ngàn đời không đủ sức đi mau, có chí vương vĩu trong hơi mấy, và những chiếc toa đầy nặng khổ đau. Tôi thấy dân tộc tôi cũng như một chuyến tàu, mà chuyến tàu đi qua một con đường đau khổ, thưa quý vị, nó có chí vương vĩu trong hơi mấy, mà những chuyến toa đầy nặng khổ đau. Anh biết bao nhiêu con người mưu sinh trong đó. Thì tôi nhớ là cuộc đời tôi lớn lên trên sân ga, không? Và thưa quý vị, thì có một cái hôm cái người ta có một cái chị đó, chị đi buôn cũng 5 kg gạo, 7 kg bột gì đó thôi, rồi bị tùy thuế vụ nó bắt. Thì nó nhất định bà quỳ xuống, bà lạy, bà khóc, bà vùng vẫy, bà nói tôi mất vốn rồi, tôi lao đầu vào tàu tôi chết thôi, chứ tôi không có cái tiền để mà nuôi con nữa, thưa quý vị, rất là đau khổ. Thì thuế vụ nó vẫn không có tha, nó vẫn bắt. Thưa quý vị, thì mẹ tôi mới mời chị uống nước và ăn một cái chén bún nhỏ nhỏ để cầm hơi. Và tôi và cái ký ức đó nó luôn luôn nó theo tôi vài mãi. Và khi mà trở về đó, chị đó không biết đi về đâu nữa, tại vì anh biết anh vốn mà buôn bán mà người ta không gọi là mất hết vốn rồi mà. Thì kẻ về không nói bước vương đau khổ vang xa mấy dặm đường, tôi cũng lần hồi theo bước họ mà tấm hồn vơ vẩn với muôn phương. Thưa quý vị, sân ga và những chuyến tàu nó gợi cho tôi những ký ức đau khổ về cuộc đời. Và sân ga và những chuyến tàu đó nó làm cho tôi và những con người, mà thưa quý vị, nó cũng như cuộc đời vậy đó. Nó cũng như là sân ga và những chuyến tàu. Mà có nhiều khi anh đến Mỹ, anh có những cảm xúc những lần anh bị trễ tàu. Anh cảm thấy không? Có nhiều khi mà chúng ta đến đó, chúng ta thấy tàu nó đi rồi, và chúng ta cảm thấy là chúng ta lẻ loi và ở lại trên sân ga, giống như trong tình trường, giống như cuộc đời, những hôn thôi. Đôi khi tôi yêu một người con gái, và khi tôi đến đó, thì anh đến tìm hoa thì hoa đã nở, anh đến tìm đò thì đò đã sáng xong, mà anh đến duyên em thì em đã lấy chồng,
Hồi em yêu anh rửa có mặn nồng hay không? Thưa quý vị, tôi cũng là một người bị bỏ lại sân ga khi mà người tôi yêu và đã đi lấy chồng. Cũng một cái điều đó đau khổ, cái nỗi đau khổ đó nó rất riêng tư nhưng mà cũng là một cái cuộc đời. Và tôi mang nỗi khổ đau đó, tôi than vãn, tôi nói em ơi, con chim quý thì phải ở lòng son, anh không trách em đòi bạc. Và tôi chỉ muốn nói là một chuyến tàu nó có mấy sân ga. Và em ơi, xin em sẽ thêm anh như một cái ga nhỏ dọc đường. Tôi chỉ là một cái ga xếp dọc đường mà bến đỗ của nàng là có con tàu của nàng đi qua đời tôi. Em có nhớ gì không em? Em có nhớ chiếc ga nhỏ dọc đường hay là em chỉ biết được những cái ga lớn? Và thưa quý vị, tôi đau khổ mãi cho tới một ngày mà tôi ngủ ra một điều và tôi giúp tôi đó. Thưa quý vị, ký ức về ngày 30 tháng 4, ký ức về cuộc đời của con người rất là nhiều đau khổ. Và thưa quý vị, cho tới một hôm tôi cảm thấy tôi có thể giải tỏa được nỗi khổ đau đó bằng một hôm là tôi nhảy tàu. Tôi nhảy từ cái ga mà gọi là ga Suối Cát đi ra Nha Trang đi học thì tôi nhảy. Thì xe người ta, tàu nó chạy đó thì người ta nó chạy chầm chầm qua ga, nó không dừng hẳn nhưng mà tôi đu ra tôi nhảy. Tôi nhảy lên thì dép đồ đứt văng hết trơn, mấy cái gạo đồ bới đi học văng hết. Thì lên trên thì thủy vụ nó tới, nó chụp đầu liền. Thì có một cái người chị đó, chị cũng tồi, chị tới chị căng là nói anh thấy nó chạy nhảy tàu đứt chân máu chạy rồi anh cho em băng rồi coi như có nhiều tiền em trả. Thì trong cái khoảng khắc đó thì chuyến tàu vẫn chạy, thưa quý vị, và người ta chen là người ta đứng. Và tôi ngủ ra một điều mà nó ám ảnh tôi suốt cuộc đời mà tôi nhận ra thấy. Anh Tuấn biết tôi nhận ra thấy gì đúng không? Tôi nhận ra thấy trên cái chuyến tàu đó là người ta chen là rất nhiều và có một cái người hành khách rất tồi. Vai mang đeo ba lô, xách tay hai xách hành lý và họ anh sờ cái hành lý anh bị móc á, có cái gì đó quý giá không biết. Anh cứ ôm anh dơ lên vậy này, anh dơ lên cao vậy, anh dơ lên vậy. Anh sờ bò xuống dưới là người ta đạp, người ta hư, người ta thấy đó. Thì tự nhiên tôi nhìn thấy và tôi ngủ ra một điều trong cuộc đời. Tôi bây giờ tôi nếu như trên con tàu đó mà anh có buông cái hành lý anh đồi trên đầu đó thì con tàu nó không thể đi nhanh hơn được. Anh công nhận không? Nó cũng chừng đó thôi. Mà anh để cái hành lý xuống đó thì con tàu nó cũng chừng đó. Cho nên trong cái con tàu của cuộc đời, định mệnh là cái hai cái đường sắt và con tàu là cuộc đời nó đưa chúng ta đi. Thì chúng ta có vùng vẫy, chúng ta có đau khổ, chúng ta có lồng lộn đến nữa thì con tàu nó không đi nhanh hơn được. Mà nó chúng ta không thay đổi được. Cho nên đó tôi mới nói anh ơi sao anh không bỏ cái hành lý xuống, thay vì anh đưa lên cao đi. Anh ơi sao anh bỏ xuống, anh bỏ xuống đi. Anh bỏ xuống hành lý, tại vì mọi chuyện đã được an bài bởi Thượng Đế rồi. Tôi với anh cùng một chuyến tàu, không? Trên một đỉnh mền để đi qua cái dòng đời như vậy. Thì bây giờ anh có dâng cái hành lý lên trên vai đấy nữa đó, thì nó vẫn đè nặng, nó chỉ làm cho anh đau thôi. Và bác sĩ Tuấn là bác sĩ đau nhất, bác biết đó. Nếu như mà cơ mà mình dùng nặng đấy cho anh thì nó sao? Thì tôi nghĩ là mình nên buông bỏ. Và tôi cứ nhớ lại cái nỗi đau của tôi khi mà người tôi yêu đi lấy chồng. Nỗi đau đó vẫn ám ảnh trong lòng. Và tôi nhận ra rằng đó, để mà giải tỏa được một cái khổ đau, chúng ta phải buông bỏ. Bởi vì tôi khi ngày xưa tôi than khóc đó, thì bây giờ tôi phải viết cho nó. Anh với em chỉ là cát bụi theo chuyến tàu 5 tháng đi xa và cuối con đường nấm mồ chờ ta. Thưa quý vị và cùng tôi cùng có một nhân duyên gặp nhau ở đây và chúng ta cùng là trên một chuyến tàu. Chuyến tàu 5 tháng và chúng ta không thay đổi được sự định mệnh của an bài. Bởi vì chuyến tàu vẫn lao về phía trước và chúng ta không ai thay đổi được thời gian mà chạy ngược lại về sau. Anh thấy không? Thì chúng ta có vùng vẫy, chúng ta có đau khổ, chúng ta có vật lộn nữa thì chuyến tàu đó vẫn lao về phía trước. Mọi chuyện đã được như thế. Cho nên cái đau khổ, cái mà chúng ta có gồng lên, chúng ta đè nặng hành lý chất lên trên vai nữa đó, thì chúng ta cũng đi nhanh hơn được. Cho nên đó, chúng ta nên để xuống, buông bỏ, hay để hành lý xuống. Bởi vì mọi cái đó thường để đã an bài rồi, mọi cái đều có bàn tay của định mệnh rồi. Thưa quý vị, và chính vì và biết được thường để đã an bài cho nên tôi, cái đó tôi không đau khổ nữa. Tôi nhận ra rằng đó, và tôi viết cho em, cho người tôi yêu đó, tôi nói, chúng anh với em chỉ là cát bụi, theo chuyến tàu 5 tháng đi xa, và cuối con đường là những nấm mồ chờ ta. Và chính vì mình biết cuộc đời là cát bụi thì vì sao mình phải cứ tùy, mình phải thù hận và hờn ghét. Và em xin em ơi, em hãy yêu chồng nhiều như anh đã yêu em. Thưa quý vị, đó là câu chuyện tôi chia sẻ với quý vị. Vâng, cảm ơn bác sĩ Long. Thật ra chúng tôi muốn dùng hình ảnh những câu chuyện, nhưng mà ở phía sau lưng của những câu chuyện đó thì là một cái gì đó mà chúng ta cùng học hỏi chung với nhau, cùng rút ra một cái kinh nghiệm chung với nhau. Và có lẽ cái ý nghĩ trong cái câu chuyện này rằng là chúng ta mỗi người đều có một cái gánh nặng của cuộc đời. Yeah. Bên
Công giáo hoặc bên Tin Lành thì có một cái thánh giá phải phát, bên Phật giáo thì có một cái nghiệp gì đó ha. Vâng, thưa quý vị, với một cách nhìn của một người bác sĩ thì quý vị hãy buông xuống, buông bỏ nhẹ nhàng thì cái sức khỏe với quý vị mới tốt lành hơn được. Đừng có lo nghĩ gì hết quý vị nhé. Thì đó là cái message mà anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong cái tuần lễ này. Và đến đây thì lượng hết hạn, thì giờ hết hạn chúng tôi xin phép được ngừng ở đây. Dạ, tôi xin thêm một second nữa đó, là có những gì chúng ta thay đổi được chúng ta thay đổi. Bởi vì là Nguyễn Du còn nói đó là có tài mà cày chí tài, chữ tài liền mới chữ tài một vần. Nhưng mà ông trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phóng trần phải phóng trần, cho thân cao mới giữ phần thân cao. Cho nên những cái gì mà mình không thay đổi đó thì nó là thuộc về số phận đó, thì mình phải chấp nhận. Đừng có đau khổ, đừng giàn vặt. Thưa quý vị. Vâng, xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Nếu quý vị có cần gì chúng tôi giúp trong cái sự đau nhức của quý vị đang có, đau lưng, đau cổ, đau vai, đau đầu gối, thì xin gọi cho chúng tôi 714-705-5372, 714-705-5372. Chúng tôi là bác sĩ Phạm Minh Tuấn, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Xin bác sĩ Long gửi một lời chào. Dạ, hello, là mọi người ta gọi đùa tôi là bác sĩ chó, xin lỗi quý vị. Xin kính chào quý vị, tôi chỉ là hai lúa thôi. Dạ, bác sĩ thú y mà. Dạ.